Cái cây sáo mô tông Q3 khớp đơn cho anh Hoàng Huy ở Đồng Nai nhá. Hôm nay chiều nay sẽ gửi cho anh. Đó. Màu đen quấn cước trắng. Đầu bọc giả ngọc hai đầu. Tông đô nha mọi người nhé. Thổi từng nốt cho mọi người nghe trước.